mua như này nè, hang này nè, đó nhà thấy chưa, chưa. Cho Đạt xin gửi lời chào chân thành chứ lại là cảm ơn sâu sắc đến cô dì chú bác anh chị gần xa nha. Thì Đạt tiếp tục đi bắt cua mọi người. Thì nay không biết sao, bữa nay sáng sớm trời lạnh mà mặc bộ đồ ướt, thấy run người chân. Cũng dán đi bắt cua kiếm thu nhập gia đình với lại kiếm clip cho cả nhà xem giải trí sau những ngày làm việc mệt mỏi. Cả nhà xem nhé, đăng ký kênh ủng hộ cho Đạt nha. Bây giờ Đạt sẽ đi thôi, tới hang cua Đạt sẽ quay cho cả nhà xem. Sáng sớm lạnh dữ trời, sáng sớm sương lung lanh còn động trên lá luôn nè, chưa có miếng nắng nè. Rồi đi thôi, đang móc huyền thoại giống như kia bị thiên đồ long kiếm đây cả nhà. Đạt mới phát hiện như giống cua nha, đó nó bò nè, nó bò lên đây nè, đó, nó bò lên đây. Đây cả nhà thấy chưa, đó, cái này là giống cua chắc cua luôn mà không biết nó có ở trong đây không nha. Kiếm cho cả nhà xem. Ở trong đây không vậy? Rồi Đạt kiếm một lát Đạt có Đạt quay cho cả nhà xem nha. Cua này kiếm hơi cực rồi nha, thấy là biết cực rồi. Chúng hơi kín đó nha. Nằm ở đâu ta? Đây cả nhà, nó trốn sau hai bụi dừa nước rồi nè, họ nó trốn sau hai bụi dừa nước. Mò dữ ta, đi ra. Đây 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 đây, hang nó nè, nó tổ bú luôn. Đây dọn sạch sẽ ra đặt qua cho cả nhà xem, hang nó hơi bự nha, hơi tối nha, à, không cảm tại vì chưa sáng. Cảm giác hoặc móc cho nó kêu, kêu cục 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 cục. Nó lên luôn rồi, nó lên luôn rồi. Mất tiêu rồi. Ra nè mày ơi, đừng đừng để tao phải đào quanh cái hang này nha, ra đi.
Ra đây mày ơi. Ra đây nè, vui lắm. Đúng rồi. Đây nè, vui lắm, vui lắm, vui lắm. Đây. Con cua đầu tiên. Đây nè, thấy chưa? Thấy nãy chưa? Còn cua cái cua đực nào không? Rồi, còn sao? Rồi. Xanh lẹ, xanh lá trong lỏng cũng liễu. Con này chắc là ok, là ngon. Con nó chắc này, con này chắc dữ thật luôn. Ba cái bạc không biết chối, không có biết con cua chối không. Một con cua đầu tiên nha. Ok nè. Ok. Tiếp theo. Rồi tiếp tục thôi cả nhà ơi. Này cả nhà, đây là một dấu con cua nha. Rồi có cua nè, nó bấm nè, đây đây đây. Nói chung nhiều cá bọng của mình
Cuối cùng thì có mộng huyền thoại cũng đã có cua rồi cả nhà ơi, đây mộng đây. Con này cũng bự rồi nha. Trời ơi trời, thiệt chứ cái mộng này là mộng của Đạt nha cả nhà, không phải là của Đạt nhưng mà cái bến của Đạt, bến của tôi, bữa nay có cua rồi, quá mừng quá mừng. Mà không biết nó có trọng hay không. Vậy ủa con cua đâu? Trời ơi, chết rồi. Qua đây coi, thẳng ngách bên đây các nhà, cả nhà. Sao vậy? Sao vậy? Không được rồi, không được rồi. Thua rồi, thua rồi. Trời ơi, trời ơi, con này bắt được chắc. Chắc buồn lắm đây. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Mừng quá. Mừng lắm cả nhà ơi, mừng lắm. Đó, thấy chưa? Ủa, càng nữa đâu? Còn càng nữa đâu? Đi đi khám nghiệm cua này coi. Tự nhiên hai cái kèo mất hết một cái rồi. Ơi, con có cặp nha. Con này có cặp cả nhà ơi. Cái cạn nó chạy nè. Đó nhà thấy không? Cạn nó chạy á. Có cặp rồi, có cặp rồi. Rồi da con cua này. Cho nó thở miếng nước. Cua này xong rồi nó bắt con kia. Mò được mớ tôm càng nữa. Chiều nay đặt cái mò tôm càng tiếp cái nhà. Đây mò tôm càng. Sáng mắt cua chịu đi mò tôm càng. Đây là con cua thứ hai nha. Để cho nó thở cái cả nha. Cho nó thở đặng nó hết sình nó không có chết. Thank you.
Lắp con này lại. Rồi là hiểu rồi. Cái con cua này là con cua bại trận. Con cua này là con cua bại trận rồi, con cua bại trận lúc nào nó cũng bị gãy càng rồi chừng. Còn con cua thắng trận là nó ôm con cái đi rồi. Thì trong đó có sinh tồn mà. Nhà đặt kiếm cặp cua này coi, giọng này có không nha. Cặp này nha. Mới mò đụng cua, con cua ở dưới bọng này nè. Không biết nó có ở hay không. Con này phải dùng tới cái nón nè. Con này nó bự. Bự lắm ha cái giấy.
Ăn con này bự lắm, hai mà không có. Ôi trời, tức thật chứ. Nè, con này giấu nó bò nè. Thấy không, bấm. Đó nè, thấy không? Thấy nó bấm bự lắm. Mà cho nó không có ta kỹ ra, lấy nó bò ra rồi ta. Rồi, tức. Này nha, mới xuống là thấy cái dấu cua luôn nha. Dấu cua này nó không được rõ cho lắm nhưng mà vẫn thấy nó. Đây cái nhà thấy không? Nè nè nè. Đó nó bấm nè. Đó nó bấm nè. Đây, đây nè. Đó. Bò vòng 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 nè. Đây có con giọp nữa ta. Đây có con giọp nữa hả? Con giọp nha. Thả lại đi. Bây giờ nè, nằm trong hang này. Nằm trong hang này chắc cú nè. Đây là hai cá thò lòi. Nó là bỏ nè. Lỗ đâu, lỗ đâu. Ai. Sướng sướng sướng. Bắt cua mà thò vô vậy nó kêu cục 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 là đã lắm nha cả nhà. Thò nó không kêu rồi cua. Cua hay gì trời. Cua hai miếng sắt hả ta? Dạ. Yeah. Căng nha. Ôi trời. Trời ơi. Sự giả dối, sự giả dối. Nhìn cua nằm đâu? Bò quá trời bò mà. Kiếm được quay cho cả nhà xem nha. Đây. Cả nhà ơi. Hồi nãy mình luồn hết cháo luôn cái đám lứt này nè. Mà mấy cái hang cá thò lò mình cũng thọt hết giáo luôn mà không thấy con cua đâu hết. Trời ơi, cái dấu con cua nó bự như vậy nè. Đây nè, cả nhà thấy chưa, quệt 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 vậy luôn nè. Kiếm con da giọt nè. Đây con giọt nè, giọt dưới này chứ. Trời ơi trời, con cua này đâu rồi trời, quá mệt rồi. Công nhận nội bắt kiếm cua này mệt thiệt chứ. Thôi thôi thôi, để chuyến sau đi. Chuyến sau quay lại cho dấu nó mỏ đâu nữa. Quá trời cua. Để nó nằm trong lỗ mỏ này ta. Đây cả nhà, trời ơi. Mình nãy giờ đi thấy nhiều rồi. Nhưng mà không khi nào mình không ăn, nhưng mà cuối cùng thấy nó chín đẹp quá trời đẹp rồi. Cuối cùng phải ăn thôi. Không có đẹp cực kỳ. Ngon thiệt. Cái này đẹp lắm. Quá là chín rồi. Cái này nó đỏ 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 lét.
Ngon thiệt không? Đây cả nhà, phát hiện như dấu bóng con cua nè. Đó cả nhà thấy chưa? Ở đâu trời? Bây giờ là kiếm nha cả nhà. Nói trời mưa bắt không khó quá. Nè bấm nè, đó. Cực kỳ luôn. Bấm cái đây nè. Bấm được cái đây nè. Nói đâu rồi. Cua này có người kiếm rồi nè. Quẩy bánh chảnh chứ. Có người kiếm rồi con. Ơi có chung vô đây nè, chung vô đây chạy chạy à, chạy đi đâu, dấu nó bò trên kia nó chạy xuống đây. Không ngờ người ta kiếm quá trời luôn, mưa quá kìa. Đây lên dĩa nha. Đây cua vô đây nè, hang nè đó, nhà thấy chưa? Chưa lên dĩa mày. Ôi cua này bị tặc rồi, cua này bị tặc rồi cả nhà. Con cua này có cặp nè. Con này ốp cả nhà, ốp nó mới yếu, chắc là mạnh. Đây cái nhà thấy giống con cua bò không? Đó, nãy giờ đặt quần banh chành cái đám lát luôn. Đó, nó bò lên tới đây. Đây nè. Đó. Thấy nằm chưa? À. Giờ đây biểu mày. Nãy giờ nằm. Nằm nãy. Bực mày đó. Trời luôn. Trắng. Chó hai nuột nha, cho để nó còn cắn được. Đây, thêm một con nữa nha. Ô cái nhà có hang cua nè, chà bá lên.
không biết cua bự không. Trời ơi, hốt đùng đùng. Cũng cua nha. Sao có con càng vậy? Con này cua ốp. Ủa con càng vậy? Thôi thọc móc gãy cạn luôn nha. Gãy cạn. Chạy gì đâu. Cái đám cỏ này như là không ai quần phải. Con nữa nha. Ăn vậy mà không con. Đây cả nhà, kiếm đã đợi cũng được con cua nữa. Đó nhà thấy nằm không? Nó mua đó. Ra đây mày. Ủa, bự. Con nữa nha. Quá trời cua nó nằm dưới đám cỏ này dữ kìa. Củ cải. Tiếp tục thôi. Đây cả nhà xem giống của bò nè. Thôi thấy chưa? Đây nè. Bò. Đây nè nằm nè. Đó. Nằm chưa? Ngủ á. Nhưng bò bấy chân. Thôi nằm ngủ nha. Cua ngủ. Cua ngủ, cua ngủ rồi. Dậy đi. Đúng rồi, dậy. Dậy đi. Dậy đi. Ngủ riết rồi. Ngủ riết rồi. Nằm lăn con. Cuối cùng tiếp tục thôi. Đây cả nhà tiếp tục nha. Con cua bò nè, bò lại đây nằm ở nhà thấy chưa, nằm trong đây nè. Đó, để nó không nằm
Lên đây nằm đây nè. Đây. Đó, nằm đây nha. Nhúi nhúi đây nè. Lụm cua vô can cua cái. Con nữa nha. Bắt cua bò. À, bò đã kiếm như chó à. Kiếm khó quay chụp cả nhà xem nha. Như này có dấu cua nè. Đang đây nè. Để kiếm thử coi. Đang đây nè nha. Có rồi. Nằm đây. Ở cái nhà thấy chưa? Ở nó nằm á. Chạy đâu cho thoát. Bắt thôi. Bắt nó thôi. Tiếp tục nha. Quá mệt. Bắt cua vậy, bò như chó à. Cua này cũng hay da luôn. Đừng con nữa nha. Quá trời nắng rồi, chết nước.
tiếp tục nha, tiếp tục bò tiếp. Trời ơi, nó khát nước, nắng mà nó khát nước, bò chó ạ. Hên là cái đám cỏ đó không chưa có ai biết phát hiện. Họ đặt đi qua một vòng rồi, không thấy con gì hết trơn, chỉ thấy dấu của bò không biết nằm đâu. Cái đặt quỳ xuống đặt môi, đặt kiếm, thấy đánh lần theo dấu từ từ là lụm. Bắt được con là bắt được hết luôn. Viên ổ. Bữa nay đi không có làm ăn gì được hết nha. Để ý thương kiếm đồ lụng đau nè. Thôi giờ đặt tắm rửa về cái nhà. Quá trời. Nước lớn luôn. Không có gì được ngâm nước trà nóng. Trời đã mát. Sáng đi về lạnh lắm nha, nhưng mà về tới nhà nè hơi mát. Ui, một nồi cua luôn. Nước của mình. Hả? Nước vô. Nước vô nha. Thôi, nè. Nói nghe nè, lấy cái thao lẫn với tôm càng đi. Ngồi trong cái tâm cạn nè. Cua này chắc dữ đây, gạch tròn luôn. Mình cứ cá này gãy càng. Cá này để cho bẻo quá. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín con cua. Rồi, Đạt xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại cái nhà video tiếp theo luôn nha. Mọi người thấy hay nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đạt nha. Cảm ơn cái nhà đã xem video. Hẹn gặp lại, còn cho mình chắc. Cái gì cho nữa. Con cua này hơi ớt đây. Vui. Chắc mà. Ốp sập. Vậy con nói vậy mà tao không biết. Thôi không hả? Đụng cãi. Trời mới đụng cái gãy càng nữa ngoan rồi. Để càng vô đây luôn. Cảm ơn cả nhà đã xem video nha. Đặt tắm rửa cái sọn ba cua này đi giao cho người ta.